hấu xíu ở đây nữa. Như chịu đau giỏi hơn hồi xưa rồi. Dòng kéo hay nhung cây em hãy cho nó vô giá mỏng dưới này là ông nào thôi ra xí em nè gầm chọc là khỏi cần đi tập gym luôn. Để có cơ luôn càng gồng là càng đỏ thật lòng là được. Để lên lại trên này đi, trên này cũng đào chứ. Dã man luôn á. Đau rồi.
nghĩ gì. Làm cho mình đau. Nghĩ không nổi rồi. Không nhiều lắm luôn á. Dạ. Ráng xí. Em phải nặng vài lần nữa. Tầm 2 ngày nữa là qua. 2 ngày gì cả. Cái nâng đầu. Đang đang xíu này, chỗ nặng xíu chỗ này nữa thôi. Không quay yếu rồi. Chị không nổi rồi. Cố gắng này. Cái mụn này nó lầy lắm. Cái cục này nữa này. Này ông có khải đây nè. Được cái gốc rồi. Đang cái tim rồi kìa. Mấy phút rồi. Cứng lắm à. Ô. Dạ mà luôn rồi mà. Đã kinh. Chị đã là em đó. Này nó cũng lười lắm.
chuẩn bị mình sạc đầy là chẳng có cái ca mua với mình. Trừ cà phê cho khỏi ngủ. Gần xí nữa không? Bụng khô quá rớt. Kem kem có thấy một bài lên luôn á. Đi vô ai nó bùng như vô luôn, nó mà quay chậm lại. Yeah.
lấy hết cái bọc trắng ra cho ông là họ khó chịu lắm, mình xem là hay nói đúng không? Ê. Vậy em dám nói luôn rồi, sợ rung quá. Em có cục sạc hay đó hả? Không rồi. Hiền máy tính là trong đó là có cái YouTube đó à? Ý là để xí hệ kiểm tra thử cho. Châu cha nói chị Hiền làm đã ở được không chứ chờ chị Loan tí nữa. Xong một má bên thầy vậy ta. Hay là ông cô nên mụn nặng xước dễ sợ lắm. Già quá rồi. Mày quật như mày nuôi để mà quay clip á. Chịu. Ê. Chờ, gì chi. Tháng mới có một lần. Cái chi. Chờ. Thật là đau lòng. Bụng chi mà chờ ghi đó trời. Không có chi hết. Một bình thường lắm à. Hệ đi xí, Hà gọi ly. À, tưởng mua đi tới trừ chưa về đúng hả? Tưởng mua chị Loan bắt cóc. Đi con mua rồi, nào ốm tiền đi với con mua rồi.
bao nhiêu phút rồi. Hai mình làm video nó chừng nữa thôi. Làm mấy video đây. Vì hàng đi hàng ấy nên là chơi hai cái đi, hai ba cái gì đó đi. Ghi mã số vô. Để cho nhiều nhiều xin nữa đi. Để xin nặng cho nó đã xin nữa. Tại vì lo là chắc hơi bị khủng rồi đó. Nhưng mà khác mà thấy nó sáng như thế. Mày hơi bị bay.